Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hội nghị Quân ủy Trung ương tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2020, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2021. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt động viên gia đình các liệt sĩ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại 5 tỉnh miền Trung trong đợt lũ lụt vừa qua. Sự phục hồi của các ngành sản xuất công nghiệp sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh COVID-19. Và sau đây là nội dung chi tiết. Vào sáng ngày 30 tháng 11 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2020, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2021. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự có các ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2020 đã dần khép lại, năm nay là một năm đầy ắp các sự kiện quan trọng của đất nước, nổi bật là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 13, Việt Nam nâng cao vị thế quốc tế, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021, tổ chức thành công Hội nghị IPA 41. Và đặc biệt năm nay, do ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế thế giới, của đại dịch COVID-19 cũng như thiên tai bão lũ nặng nề ở miền Trung, nhưng đất nước vẫn giành được nhiều thành tựu quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, đóng góp vào những kết quả đó có vai trò của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể lực lượng quân đội. Năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã dự báo đúng tình hình, kịp thời, tham mưu với Đảng, Nhà nước, có chủ trương đối sách xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng phát triển đất nước. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Quân đội thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Đặc biệt, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia phòng chống đại dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân. Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Bộ Quốc phòng đã quyết liệt chỉ đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật có chuyển biến tiến bộ. Công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác đạt kết quả tích cực. Các hoạt động đối ngoại quốc phòng góp phần nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh của đất nước và quân đội trên trường quốc tế. Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 10 đã được tổ chức tốt. Việc triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cũng đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tiến hành đồng bộ, có hiệu quả. Đại hội Đảng các cấp trong quân đội và Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 đã tổ chức thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực tiêu biểu. Phân tích tình hình trong những năm tới có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phải chủ động nắm tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước những đối sách bảo vệ đất nước ổn định hòa bình, làm nền tảng để phát triển đất nước bền vững. Toàn quân triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị đã được Trung ương, Bộ Chính trị thông qua. Cụ thể hóa chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng một nền quốc phòng vững mạnh phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng phải chủ động đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay trong nội bộ, phải nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đấu tranh quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, lãnh đạo phải gương mẫu, phải nêu gương. Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của toàn quân, thực hiện có hiệu quả thực chất 3 khâu đột phá, coi trọng việc tiếp tục cụ thể hóa chuẩn mực bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời, Bộ Quốc phòng chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng huấn luyện, khai thác làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, công nghệ cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng, nâng cao chất lượng hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp trong quân đội. Công tác đối ngoại quốc phòng sẽ được đẩy mạnh theo phương châm tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, duy trì tốt các hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới, tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vào chiều ngày 30 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao và cảm ơn chính phủ Hà Lan đã hỗ trợ 2 triệu euro thông qua Quỹ Liên minh Cứu trợ Hà Lan cho các địa phương tại Việt Nam để ứng phó với thảm họa lũ lụt ở miền Trung vừa qua, đồng thời khẳng định hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác trong khuôn khổ đối tác chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, giảm nhẹ rủi ro thiên tai gây ra. Trên cơ sở hai nước mới nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện trong chuyến thăm của Thủ tướng Mark Rutte đến Việt Nam vào năm ngoái, cùng với Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu vừa có hiệu lực từ tháng 8 vừa qua, hai nhà lãnh đạo tin tưởng đây sẽ là những động lực và cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan mở rộng quan hệ hợp tác. Vì từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương vẫn đạt 6,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hà Lan, coi Hà Lan là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững. Đồng thời mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Hà Lan trong việc triển khai kế hoạch chuyển đổi nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long trong 3 năm tới và các chương trình hợp tác liên quan tại khu vực. Thủ tướng Mark Rutte đánh giá cao chính phủ Việt Nam đã nỗ lực và quyết tâm trong kiểm soát và phòng chống dịch COVID-19 lây lan. Còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng các nước phòng chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19 và cùng phối hợp thúc đẩy trở lại giao thương, đi lại và sớm phục hồi nền kinh tế. Cũng trong chiều ngày 30 tháng 11, trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt động viên các gia đình, các liệt sĩ đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại 5 tỉnh miền Trung trong đợt lũ lụt vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tình cảm chân thành, sẻ chia sâu sắc trước sự mất mát đối với gia đình, thân nhân 35 đồng chí đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngay trong kỳ họp Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc tới những cán bộ chiến sĩ hy sinh và người dân tử nạn trong đợt mưa lũ. Đó là một sự mất mát của gia đình, của cán bộ chiến sĩ, nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân không bao giờ quên được cái sự hy sinh của các đồng chí đó. Những cán bộ chiến sĩ của quân khu 4 sống mãi trong lòng của người dân, của đồng đội. Tôi thay mặt cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xin gửi đến tất cả thân nhân, gia đình của các cán bộ chiến sĩ của quân khu 4 đã hy sinh trong cái đợt mưa bão vừa qua và mong gia đình bớt đau thương. Tôi rất mong quân khu 4 tiếp tục phân công theo dõi, động viên, tạo điều kiện để một phần nào chia sẻ những cái khó khăn mất mát của gia đình cán bộ chiến sĩ của quân khu mình. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng quà động viên thân nhân các đồng chí đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong đợt mưa lũ. Trước đó tại thành phố Vinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã đến chia sẻ động viên gia đình liệt sĩ Nguyễn Cảnh Cường tại xã Nghi Liên và liệt sĩ Đinh Trung Văn tại phường Bến Thủy. Đây là hai trong số 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong quá trình cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng Ba, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sáng ngày 30 tháng 11 tại Viêng Chăn, Lào đã diễn ra hội nghị Ủy ban biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 30. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn sau đây. Ngày 30 tháng 11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào và họp tham vấn chính trị thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 7, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến chào Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit, Thủ tướng Thonglun Sisulit và Chủ tịch Quốc hội Pani Yathotu. Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhiệt liệt chúc mừng 45 năm Quốc khánh Lào, cũng như những thành tựu đối nội và đối ngoại quan trọng của Lào, đặc biệt là việc kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Các lãnh đạo cấp cao Lào đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao hai nước đã duy trì đều đặn cơ chế hợp tác quan trọng để trao đổi sâu rộng về các vấn đề chiến lược trên tinh thần thẳng thắn, tin cậy. Khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam. Sáng cùng ngày, cuộc họp thường niên lần thứ 30 giữa hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam và Lào đã diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Thời gian qua, với nỗ lực vượt bậc của các bộ ngành, địa phương và nhân dân,
An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai nước luôn được giữ vững, đường biên mốc giới được duy trì quản lý, bảo vệ tốt, công tác quản lý qua lại biên giới được kiểm soát chặt chẽ. Thời gian tới, hai bên nhất trí kiến nghị chính phủ hai nước cho phép nối lại thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên toàn tuyến, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống của cư dân biên giới, cũng như hoạt động giao thương của cộng đồng doanh nghiệp. Tại cuộc hội đàm trực tuyến với ông Tống Đào, trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào chiều ngày 30 tháng 11, ông Hoàng Bình Quân, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thay mặt Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao việc hai bên đã duy trì linh hoạt các hoạt động giao lưu cấp cao, trao đổi, hợp tác giữa các cấp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng thời đề xuất những định hướng lớn trong triển khai hoạt động giao lưu hợp tác giữa hai đảng trong năm 2021 cũng như các biện pháp trong thời gian tới nhằm quán triệt thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, duy trì đà phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ song phương, trong đó có hợp tác kinh tế, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước, phối hợp trong công tác tuyên truyền, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định, xử lý tốt vấn đề trên biển và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Ông Tống Đào bày tỏ, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành trao đổi chiến lược, tăng cường tin cậy chính trị, tham khảo, học tập lẫn nhau, cùng nhau ứng phó với những thách thức, rủi ro, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn định, tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, tiến tới tổ chức thành công Đại hội 13 của Đảng. Ngày 30 tháng 11 tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã điện đàm trao đổi với Ngài Shanmugam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Pháp luật Singapore, khẳng định quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Singapore tiếp tục được duy trì, củng cố, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao vai trò của Singapore với tư cách là nước chủ trì lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng và sử dụng công nghệ cao trong ASEAN. Hy vọng tiếp tục nhận được sự hợp tác và ủng hộ tích cực giữa Singapore trong lĩnh vực này. Bộ trưởng Shanmugam tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Singapore và Việt Nam nói chung, giữa các cơ quan thực thi pháp luật Singapore và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cũng trong ngày 30 tháng 11 tại Hà Nội đã diễn ra Carnival Doanh nhân trẻ ASEAN lần thứ 5 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức với vai trò là Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Doanh nhân trẻ ASEAN năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tới dự. Chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp trẻ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã nhấn mạnh doanh nhân trẻ ASEAN 2020 cần một tư tưởng, cộng đồng và tầm nhìn vượt biên giới quốc gia. Các hoạt động doanh nghiệp cần nhiều điểm chung, tạo sự gắn kết trong cộng đồng để doanh nghiệp ASEAN cùng nhau phát triển và có sự khác biệt. Trong bối cảnh nhiều thách thức như hiện nay, các sáng kiến sẽ thúc đẩy số hóa trong hoạt động của Hội đồng Doanh nhân trẻ ASEAN, xây dựng một hệ sinh thái mở, chuỗi cung ứng phù hợp để hỗ trợ nhau. Các diễn giả cho rằng cần tập trung xây dựng mô hình hệ sinh thái hiệu quả trong doanh nghiệp, củng cố phát triển mạng lưới doanh nhân trẻ trong khu vực. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin. Hai ngày qua tại khu vực miền núi Quảng Nam lại xảy ra mưa to, đường giao thông tiếp tục bị chia cắt, cô lập cục bộ. Tập trung phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng và xét nghiệm nhanh, đặc biệt là tại các cửa khẩu để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Mưa lũ 3 ngày nay ở miền Trung, Tây Nguyên đã khiến một số khu vực bị sạt lở nghiêm trọng. Lũ trên các sông dâng cao gây chia cắt nhiều bản làng. Tính đến thời điểm này đã có 3 người bị mất tích. 3 ngày qua, mưa lớn hàng trăm mm đã trút xuống khu vực Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên. Tại huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, lũ dâng nhanh đã cuốn trôi 4 du khách vào trưa qua. Các lực lượng chức năng mới cứu hộ được 2 người, vẫn còn 2 người mất tích. Lũ lớn cũng đã cuốn trôi mất tích một người đi rừng ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vào tối qua. Trong ngày hôm nay, các khu vực này vẫn có mưa to, khiến cho công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Tại Quảng Nam, từ đêm qua tới giờ mưa đặc biệt lớn, hơn 400mm, đã khiến nhiều khu vực bị sạt lở nghiêm trọng. Các tuyến đường liên thôn xã tại huyện Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My bị chia cắt. Hàng ngàn hộ dân vùng cao đang bị cô lập. Tình trạng sạt lở vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở vùng núi khắp từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên. Do đêm nay và sáng mai tiếp tục là cao điểm mưa lớn, trọng tâm mưa là Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa. Tổng lượng mưa từ 80 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Bên cạnh đó, lũ trên nhiều sông cảnh báo lên mức cao. Sông Trà Khúc, sông Vệ ở Quảng Ngãi sẽ cách báo động 3 từ 20 đến 50 cm. Sông Thu Bồn ở Quảng Nam và sông Dinh, Khánh Hòa ở mức báo động 2. Tình trạng ngập lụt tiếp diễn ở các vùng trũng thấp và ven sông. Chưa kịp khắc phục xong hậu quả của những cơn bão trước thì hai ngày qua tại khu vực miền núi Quảng Nam lại xảy ra mưa to, đường giao thông bị tiếp tục chia cắt, cô lập cục bộ. Những nỗ lực để thông tuyến trước đó giờ như muối bỏ bể bởi sự tàn phá quá khủng khiếp của thiên tai và sạt lở núi. Sau một đêm mưa liên tục, nhiều tảng đá có khối lượng hàng chục tấn đã đổ xuống mặt đường. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng giao thông đã bị đình trệ. Từ sáng hôm nay, 30 tháng 11, hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ cùng với nhiều ngầm tạm bị nước cuốn trôi. Giao thông từ trung tâm các huyện Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My lại tiếp tục bị chia cắt. Hàng nghìn hộ đồng bào vùng cao lại bị cô lập cục bộ. Kiện mưa bão và thời tiết như thế này thì để đảm bảo cho an toàn cho anh em thi công thì chúng ta không thể thi công được, phải để thời tiết nhất là giảm bớt lượng mưa lại thì xe cơ giới rồi mới hoạt động được. Nhiều ngày qua, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo cho các huyện miền núi nỗ lực thông tuyến giao thông, trong đó tập trung làm ngầm tạm, cầu tạm và khắc phục bước 1 để đưa lương thực, thực phẩm về cho bà con. Song những nỗ lực của địa phương giờ như muối bỏ bể, bởi sau những cơn mưa nặng hạt thì tất cả các tuyến đường đều bị cô lập, chia cắt và gây nguy hiểm cho người dân. Nhiều lần sau khi xong xong thì con bỏ khóc lại đấy và cuối cùng tiếp tục lại làm lại từ đầu. Nên hiện nay toàn bộ hệ thống đường đứt gãy, tàu cống bị trôi hoàn toàn nên việc khắc phục rất là nhiều khó khăn. Những nỗ lực thông đường của chính quyền các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, sau mỗi trận mưa thì hàng triệu mét khối đất đá như thế này từ trên ta luy dương đổ xuống đã tiếp tục gây chia cắt và cô lập cục bộ. Không những gây ra chia cắt đường nhưng mà những khối đất đá như thế này còn gây nguy hiểm cho người đi đường và phương tiện đi lại. Tổng mức thiệt hại do bão lũ gây ra tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam ước tính là hơn 10.000 tỷ đồng. Trong đó, nặng nề nhất vẫn là hạ tầng giao thông. Chưa kịp khắc phục xong thì nay mưa lại tiếp tục gây tàn phá, chia cắt nặng nề giao thông đi vùng cao. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất được công bố bởi Bộ Công Thương thì trong 11 tháng đầu năm 2012, chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng 2,7% so với cùng kỳ năm 2019, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Tuy mức tăng được đánh giá không cao so với cùng kỳ nhiều năm, nhưng đã phản ánh được sự phục hồi của các ngành sản xuất công nghiệp sau một thời gian gián đoạn do dịch bệnh COVID-19. Trong toàn ngành công nghiệp, dệt may là một trong những nhóm ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, nhờ những giải pháp chuyển đổi kịp thời mà doanh nghiệp này đã khôi phục đà tăng trưởng, đóng góp vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành. Chúng tôi cũng có quyết định rất nhanh để đầu tư sản xuất cái khẩu trang y tế và tiếp theo là bộ phòng chống dịch để phục vụ một cái nhu cầu rất lớn vào thời điểm là quý 2 và quý 3 của năm 2020. Và nhờ cái việc này thì cái doanh thu khẩu trang cũng như bộ phòng chống dịch của chúng tôi là đạt tới 460 tỷ đồng, tương đương với 30% của tổng doanh thu may 10 trong 9 tháng là 2.800 tỷ đồng. Ngành may cũng đã trải qua cái đáy của cái việc khó khăn rồi. Thì khi mà mọi việc đã chạm đáy thì chỗ bật lên. Bộ Công Thương nhận định mức tăng trưởng 2,7% thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, mức tăng trưởng dương trong quý 3 đã cải thiện đáng kể so với quý 1, tăng 2,34%. Đặc biệt, nhóm ngành chế biến, chế tạo đã ghi nhận mức tăng trưởng 4,6%. Sản xuất công nghiệp khởi sắc mở ra hy vọng sẽ sớm phục hồi và tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm nay và đầu năm sau. Chính phủ cũng đã có những cái quyết sách rất là kịp thời để giải quyết những cái khó khăn của các doanh nghiệp, chẳng hạn như các vấn đề thuế phí. Khống chế cái dịch bệnh của Việt Nam tốt thì cái mức tăng trưởng có theo cái hình như mà Thủ tướng nói là hình chữ V. Đấy, rõ ràng đấy là cái điểm sáng, cái mức độ tăng trưởng này đương nhiên là không thỏa mãn. Cái con số này thì ta không thỏa mãn được so với cùng kỳ. Ta cũng thấy rằng là đấy là một cái gì hơn so với các nước. Có cái chỉ số dương đã là tốt rồi, nhưng mà đây là tăng trưởng đến sấp xỉ 3%.
Trong bối cảnh khó khăn chung trên toàn thế giới do dịch bệnh COVID-19, thì hai hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu là EVFTA và EVIPA có tác dụng củng cố niềm tin rất lớn cho doanh nghiệp hai bên. Cùng với đó, nguồn cung nguyên liệu và thị trường xuất khẩu chủ lực như Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã có dấu hiệu phục hồi. Nhu cầu tiêu dùng tại thị trường trong nước đã tăng trưởng trở lại. Những yếu tố này được xem là rất quan trọng, tiếp thêm động lực cho sản xuất công nghiệp của Việt Nam vượt qua thách thức trong thời gian tới. Trong thời gian qua, hàng loạt các chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo đã thực sự tạo động lực và niềm tin cho các nhà đầu tư. Không chỉ dừng ở các mô hình điện mặt trời, điện khí, mà nhiều loại hình mới hơn như là điện rác, điện sinh khối cũng đang được nhiều nhà đầu tư đẩy mạnh triển khai. Những loại hình mới này không chỉ nhằm mục tiêu giảm tải cho điện lưới quốc gia mà còn giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Ba loại rác: rác khó tái chế, rác hữu cơ và rác có thể đốt sinh nhiệt điện đã được phân loại bằng công nghệ tự động hóa. Sau quy trình này, rác hữu cơ một phần sẽ là được dùng làm phân bón, phần còn lại trở thành nguyên liệu đầu vào của dự án điện sinh khối. Đó là mô hình đầu tư kết hợp của hai loại năng lượng tái tạo được doanh nghiệp này phát triển trong hơn 20 năm nay. Chúng tôi phát triển điện rác bao nhiêu thì cái điện sinh khối là phát triển bấy nhiêu. Vì lý do khi phát triển cái điện rác ấy, thì cái hữu cơ nó đưa ra nó phục vụ cho cái điện sinh khối. Theo đại diện Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, chính phủ đã quy định mức giá của điện sinh khối lên đến 10 cent trên 1 kWh, cao hơn so với điện mặt trời hay điện gió. Để tăng hiệu quả sản xuất điện, việc phát triển công nghệ phân loại rác sẽ là yếu tố cốt lõi khi đầu tư các dự án điện rác và điện sinh khối. Phân loại các loại rác ra được bằng tự động hóa thì việc đó tạo ra cái điện tốt hơn, tức là cái rác còn lại đấy để đốt cộng với cái câu lương thì mới có hiệu quả. Chúng ta thấy đấy, tức là chúng ta phải nhập khẩu năng lượng trong thời gian tới rất là nhiều, gần 90 triệu tấn than vào năm 2030 và gần 16 triệu tấn LNG vào năm 2030. Và cái đấy một nguồn chúng ta cũng phải mất một cái nguồn ngoại tệ rất là lớn. Theo quy hoạch điện 7, trong 10 năm tới, điện sinh khối nối lưới sẽ phải tăng gấp hơn 4 lần, đạt công suất 3.000 MW vào năm 2030. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, bên cạnh cơ chế khuyến khích về giá bán điện đã được chính phủ ban hành, thì những vướng mắc về thủ tục đầu tư hay như đồng bộ cả nguồn và lưới truyền tải để giải tỏa công suất cũng cần sớm được các bộ ngành, địa phương tích cực tháo gỡ. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp như hiện nay thì việc phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng và xét nghiệm nhanh là rất quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của dịch. Và đây cũng chính là những kinh nghiệm được rút ra từ hai đợt dịch COVID-19 tại Việt Nam. Thông tin tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 toàn quốc diễn ra vào chiều ngày 30 tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng. Dịch COVID-19 đã ghi nhận tại 45 tỉnh thành phố với 675 ca mắc tại cộng đồng và 35 ca tử vong. Riêng tại thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận 402 ca mắc từ các bệnh viện. Điều này đặt ra vấn đề an toàn bệnh viện và chống nhiễm khuẩn bệnh viện cần được nâng cao. Công tác chống nhiễm khuẩn chưa được hoàn thiện. Công tác mà phát hiện sớm, cách ly sớm, phát hiện sớm chưa được hoàn thiện. Nên là chúng ta phát hiện ra một lúc là cả một ổ dịch. Bộ Y tế đã ra chỉ đạo thực hiện cái bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch COVID. Qua hai đợt dịch cho thấy, việc phát hiện sớm ca bệnh, xử lý các ổ dịch, triển khai xét nghiệm trên diện rộng và ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần thành công trong chống dịch. Đặc biệt là từ ban đầu 3 đơn vị có đủ khả năng xét nghiệm COVID-19 thì đến nay đã có trên 100 cơ sở, trong đó có 60 bệnh viện. Cái năng lực xét nghiệm cũng cần phải nâng lên để đáp ứng kịp thời với cái nhu cầu. Và chúng ta luôn tập trung cao độ đến cái việc là phát hiện và dập dịch kịp thời, không lơ là, không chủ quan. Dù là ở bất kỳ một cái tình huống nào, những cái địa phương, những cái địa bàn có nguy cơ hoặc có ca bệnh dương tính thì Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với các địa phương và cử những cái lực lượng và phương tiện vào để hỗ trợ cho địa phương để làm tốt cái công tác khoanh vùng dập dịch. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khuyến cáo ngành y tế và người dân vẫn phải cảnh giác, không được chủ quan trong phòng dịch, đảm bảo an toàn bệnh viện và sớm phát hiện ca bệnh khi nhập cảnh có yếu tố quyết định trong phòng dịch trong thời gian tới.
Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go về điện thoại từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.